nghiệp lại sinh à. Trời ơi, tạp vậy nữa hả? Nó phải khớp bên này nữa. Thiếu ký. Thiếu ký xong bơm không? Em bơm xong cái là nó xì luôn. Rồi, hay sư cô. À, hay sư cô hả? Mà sư cô này hơi non mà. Dạ. Có bơm không? Anh vừa bơm luôn không? Có bơm. Có, em có bơm. Ấy là đang lui cua không nghi lắm. Ý là có bơm, ý là xe có bơm không? Xe em có mà cái bơm nó bị cái đầu của anh đó. Rồi, ok, để em lấy bơm. Cái này là bị lủng luôn rồi hả? Dạ không, nó xì đó, để về em coi lại. Xì. Xì cái có thấy lỗ không? Có giá lụi. Không, giá lụi em có mà nó không có lỗ. Nó bị xì nhưng mà cái bơm hư, bơm không được. À đây đây. Còn để cái bánh xe kia nữa mà. Ừ thì để cái bánh xe này phải để nằm. Không thì có biết ký không anh? Có chứ. Không thì lấy cái đó thì thay cái đó nha, bơm cái đó thử. Bơm sao? Bơm hai cái, xài được cái nào thì xài. Tuyệt vời quá. Này anh dùng tẩu đúng không? Có tẩu luôn nè. Ủa đồ tẩu nè, có tẩu nè, có đồ quá. Đề máy xe đi. Đề máy đi. Đúng rồi, không nó không đủ điện. Dạ. Cái gì? Đó, chưa đưa vô chợ mà anh cắt vậy. Cảm ơn anh. Có đèn chưa?
đi em thay cái xe cua vô luôn á. À vậy hả? Ai cũng có lần đầu. Lần đầu ở đây quá hạnh phúc rồi ha. Lần đầu quá phê luôn. Nè nó lên này. Nhiều người đi hết kỳ vậy. Đúng rồi. Đi trên đó là đúng không? Đó lên rồi. Ủa anh chị đâu? Mới Đà Lạt về. Ủa mới về chơi Lâm Đồng về. Ủa em cũng Lâm Đồng nè. Ủa vậy hả? Anh tới chỗ Lộc Nam Hiêu. À không, nhà trên Di Linh đó. À nhà Di Linh. Lúc nó thấy lên cao tốc cái tự nhiên nó báo ốc cúc cái này bị non. Ủa cái này nó cũng báo đường hả ta? Cái này là bên này. Cái rồi ngựa lấy nó bơm trong cái nó xì nữa. Vậy là chán chúng gì rồi? Anh nghĩ thôi nó chúng. Nó xì kiểu mà bơm không vô mà nó lại xì. Bơm nhẹ bơm không vô là do cái van bơm rồi. Cái quần xe chẳng đó. Lên chở lên chỗ này nó xe.